toàn thân phần ở trong tám khen rằng
đấng nổi lên khen rằng: Hãy thay, hãy thay, bây giờ Ngài đã nhào thuyết Bồ Tát do chứng thần của Đức Như Lai mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con nguyện muốn thay thân của Đức Phật đó Phật bao Ngài đã nhào thuyết Bồ Tát Ma Ha Ta Phật đã bao đó có nguyện sâu rằng: Nếu lúc pháp bao của ta vì nghe kinh Pháp Hoa mà hiện ra trước các Đức Phật, có Phật nào muốn đem thân ta chỉ bày cho bốn chúng thời cả vì phần của phần đó phân thân ra nói pháp ở các cõi nữa trong mười phương đều phải nhóm ca một chỗ vậy sao thân của ta mới hiện ra. Đại nhạo thuyết ca vì phần của ta phần thần nói pháp ở ca cõi nữa trong mười phương nay nên sẽ nhóm lại ngài đại nhạo thuyết bánh phân rằng: Thưa Thế Tôn, chúng con cùng nguyện muốn thay các vị phần của Thế Tôn phân thân đề lệ lạy cúng dường. Bây giờ Phật phong môn lặng sáng nơi lòng trăng vừa chẳng mày liền thấy năm trăm muôn ứng na do tha hằng ngà xa cõi nước ở phương đông ca cõi nương đó đều dùng pha lê làm đấm cây bao đi bao đề làm đồ trang nghiêm vô số nghìn muôn ứng Bồ Tát đầy dây trong nương đỏ khắp nơi dằn màn bao lưới bao phủ trên rất phần trong nước đó đều dùng tiếng lớn con mà nói ca pháp và thấy vô lượng nghìn muôn ứng Bồ Tát thấm đầy trong nương đó vì chúng sinh mà nói pháp. Phương Nam Tây Băng Bồn phía trên dưới chỗ tướng sang lòng trắng chiếu đến cùng lại như thế lúc đó ta phần ở mười phương đều bảo chúng Bồ Tát rằng: Thiện nam tử ta này phải qua thế giới ta bà chỗ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng để cung vàng tham bao của đa bảo Như Lai lúc bấy giờ cõi ta bà liền biến thành thân tịnh đấng bằng lưu ly cây bao trang nghiêm vàng rồng làm dây để dân ngăn tám đường không có ca tu lạc làng xóm thành ấm biển cả trong ngòi núi sông cùng rừng bùi đốt hương bao lớn hoa mạng đà la trai cam cõi đấng dùng lưỡi màng bao dân trùm ở trên treo những linh bao chí lưu lại chúng ở trong hồi này dời cá trời người đề ở cõi khăn lúc đó các đương phần đều đếm theo một vị Bồ Tát lớn để làm thì giả qua cõi ta bà đều đến dưới cây ba mồi mồi cây báo cao năm trăm do tuần nhanh la hoa trài thứ đơn rất trang nghiêm chư ca cây báo đều có tòa sư tử cao năm trăm do tuần cùng dùng đồ bao tốt mà trao dồi đó khi ấy ca đứng ở phần đều ngồi xếp bằng trên tòa này như thế lần lượt đến khắp đầy ca cõi tam thiên đại thiên mà ở nơi thân của đấng Thích Ca Mâu Ni Phật phân ra trong một phương vẫn còn chưa hết bây giờ đấng Thích Ca Mâu Ni vì muốn dung thuộc các vị phẩm của mình phân thân nên ở tam phương lại biến thành hai trăm muôn ức na do ta cõi nương
đều làm cho thân tình không có địa ngục ngạ quỷ chúng sinh cùng A Tu La lại cũng dời các hàng trời người đề ở cõi khác những nước của phần biên hóa ra đó cũng dùng lưu ly làm thân cây bao trang nghiêm cao 500 do tuần nhánh lá hoa trái đều có thứ lớp tôn đèn dưới cây đều có tòa bảo sư tự cao năm do tuần dùng ca thứ bao để cao dồi những nương đó cũng không có biển cả trong ngoài và các núi lớn mỗi một chân lăng đà núi thiết vi núi đại thiết vi núi tu di vân vân thông làm một cõi nước Phật đang bao bằng thân các bao xen lẫn nhau làm màn trùng cầm ở trên treo các khoan lòng đô phương bao lớn các hoa trời bao trời cắm trên đang đừng tin Mâu Ni Phật vì các phần sẽ đến ngồi nên ở nơi tam phương lại đều biến thành 200 muôn ức na do ta coi nước đều làm cho thanh tịnh không có địa ngục ngạ quỷ chúng sanh và A Tu La lại dời các hàng trời người để ở cõi khác những nước biến hóa đa đó cũng dùng lưu ly làm đấng cây bao trang nghiêm cao 500 do tuần nhánh lá hoa trải thứ tự tôn đẹp dưới cây đều có tòa chữ tứ bằng bao cao 5 do tuần cùng dùng chân bao thôn mà trao dồi đó những nương này cũng không có biển cả sông ngoài và các núi núi mụn chân lân đà núi đài mụn chân lân đà núi thiê quy núi đài thiê quy núi tu di vân vân không lại là một cõi nước phần đấng bao bằng thần càng bao dương xen lẫn nhau thành màn trùm khăm ở trên treo ca phan lòng độ phương bao tổ ca thứ hoa trời bao trời khăm trên đấng bây giờ phương đông đang đưa vào trong trăm nghìn muôn ứng na do tha hằng xa cõi nửa của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật phân thân ra thầy đều nói phạm đến nhóm mơ cõi này tuần tự như thế ca đấng và trong cõi nước ở mười phương thay đều đến nhóm ngồi ở tám phương bây giờ mọi mọi phương cảm đức như lai ngồi cắm đầy trong 400 muôn ứng na do ta cõi nước lúc đó các đấng phật đều ngồi tòa sơ tự giới cây bao đều sai vì thị giả qua thăm viếng đức Thích Ca Mâu Ni phật đều đưa cho đầy bùng hoa bao ma bao thị giả rằng thiền nam từ nơi qua đến nơi kỳ xa quần chỗ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật theo như lời của ta mà thưa cùng Phật thế này như nay có được in bình in có sân quê an vui và chúng Bồ Tát cùng thánh văn đều an ổn chăng rồi đem hoa báo này rải trên phận để cúng dường mà thưa rằng đứng phận kia cùng muốn mờ tham bao này ca đứng phận hai người đến cũng như vậy bây giờ đứng Thích Ca Mâu Ni Phật thấy ca vì phần của mình phân thân đến ngồi trên tòa sư tử đều nghe ca và cùng muôn đông mà tham bao phần
Phật liền từ chỗ ngồi đứng dậy trụ trên hư không. Tất cả hàng bốn chúng đồng đứng dậy chắp tay một lòng nhìn Phật. Khi ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dùng ngón tay hữu mở cửa tám bãi bao vang ra tiếng lớn như thao qua chốt mở cửa thành lớn. Cân thời tất cả chúng trong hội đều thấy đứng đa bửu Như Lai ở trong tháp bảo ngồi tòa chư thử toàn thân không ra như vào cảnh thuyền. Đến lại nghe Phật nói hay thay hay thay Thích Ca Mâu Ni Phật sướng tinh nói kinh pháp hoa đó. Ta vì nghĩa kinh đó mà đến coi này. Bây giờ hàng tứ chúng thầy Đức Phật đã diệt độ vô lượng nghìn muôn ưng kiếp về trước ngôi lời như thế. Đều khiến là việc chưa từng có, đều đem hoa trời bảo rải trên đứng Phật đã bửu và Phật Thích Ca Mâu Ni. Lúc đó đứng đa bửu Phật ở trong tham bảo chia nửa tòa cho Thích Ca Mâu Ni Phật mà nói rằng: Thích Ca Mâu Ni có thể đến ngồi trên tòa này. Từng thời đứng Thích Ca Mâu Ni Phật vào trong tham bao ngồi xem bằng trên nửa tòa đó. Bây giờ hàng đại chúng thấy hai đức Như Lai xem bằng trên tòa sư tử trong tham bảy bao thời đều nghĩ rằng đứng Phật ngồi trên cao xa cuối mong đứng Như Lai dùng sức thần thông làm cho bọn chúng con đều được ở trên hư không. Từng thời đứng Thích Ca Mâu Ni Phật dùng sức thần thông tìm hàng đại chúng đều ở hư không. Rồi dùng tiếng lớn mà khâm bao đó rằng ai có thể ở trong cõi ta bà này. Đồng nói kinh nhiều pháp liên hoa này chính phải lúng Như Lai. Không bao lâu sẽ vào niên bàn Phật muốn đem kinh pháp hoa này bao chung cho có người. Khi ai đứng Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng đấng thánh Chúa Thế Tôn dù diệt độ đã lâu ở trong tham báo này. Còn vì pháp mà đánh ca không lại thế nào hả? Chẳng thiên vì pháp Phật đã bửu diệt độ đã vô lượng số kiếp nơi nơi đến nghĩa pháp. Vì có gâm được vậy phần kia ban nguyện rằng sau khi ta diệt độ nơi nơi pháp ta qua thường vì nghĩa pháp hoa lại vô lượng căn quang số nhiều như hàng trăm của ta phân thân ra vì muốn đến nghe pháp và cùng đề ra ma phân diệu đồ đã bửu nên đều bỏ coi đẹp cùng với chúng đệ tử trời người rồng thân thai và ca vía cũng già muốn tham lâu ở đời cho nên đến cõi này. Ta vì ca phân ngôi dùng sơ thân thông lớn dời vô lượng trời người làm cho như thanh tịnh cán đứng Phật mỗi mối đều đến dưới cây báo như hoa sen trang nghiêm nơi ao báo trong rành dưới mỗi cây báo đón. Có quả báo sư tử phần xem băng ngồi trên sáng số răng đẹp đẽ như giữa đêm tối tăm đột đuột lớn nửa sáng thân phần hoàng hương thơm bay khắp mười phương nửa chung sinh được hương sông vui mừng không kể tiếng.
như luồng gió lớn thổi lay nhánh cây nhỏ, dùng cánh phương tiện đó làm cho pháp ở lâu nói cùng hàng đại chúng. Sau khi ta diệt độ ai có thể hộ trì đọc nội kinh pháp này, thời nay ở trước Phật nên tự phán lời thề: coi Phật đã bước kia giàu đã diệt từ lâu, do ban thể nguyện rộng mà còn rền tiếng lớn đức đa bự Như Lai, và cùng với thân ta nhóm họp các hóa Phật phải nên biết ý này. Các hàng Phật tử thầy ai có thể hộ pháp nay, nên phát nguyện lớn khiến pháp ở đời lâu, có ai hay hộ được kinh diệu pháp hoa này, thời là đã cúng dường Thích Ca cùng đa bưu đứng đa bưu Phật đây. Ở trong tam bao lớn thương vào qua mười phương vị để nghe kinh này, cũng là để cúng dường ca hoa Phật đến nhóm trang nghiêm rất sáng đẹp ca thế giới vô lượng. Nếu người nói kinh này thời là đã thấy ta cùng đã bưởng Như Lai, và các vị hóa Phật các thiền nam tử này đều nên suy nghĩ kỹ. Đây là việc rất khó, phải phá nguyện rộng lớn bao nhiêu kinh điển ca số nhiều như hằng xa, dầu nói đến kinh đó cũng chưa đủ làm con. Hoàng đem nuôi nhiều cao ném đề ở phương ca cánh vô số, coi Phật cũng chưa lấy làm khó. Nếu người dùng ngón chân đồng còi nước đại thiên ném xa qua còi ca cũng chưa lấy làm khó, hoặc đứng trên hữu đình nói vô lượng kinh ca vi để dạy bao người cùng chưa lấy làm khó. Nếu sao luôn phân diệt người ở trong đời a, có thể nói kinh này đây thời rất là khó, và thử lại có người dùng tay năm ư không để mà cắm vào đi cũng chưa lấy làm khó. Sau khi ta diệt độ nếu người tự thư trì hoàng bao người thụ trì đây thời rất là khó, hoặc đem cả coi đấng đê nên mong ngọn chân vai lên đến phạm thiên cùng chưa lấy làm có. Sau khi phân diệt đồ người ở trong đời á phàm đọc kinh pháp này đây thời mới là có, gia trừ gặp chim thiêu gánh mang những cỏ khô vào lửa không bị cháy cũng chưa lấy làm con. Sau khi ta diệt độ nếu người trì kinh này vì một người mà nói đây thời mới là có, hoặc người trì tám muôn bốn nghìn các tàng pháp đủ mười hai bộ kinh vì người mà diễn nói khiến các người nghe pháp đều được cao thần không dù được như thế đó cũng chưa lấy làm khó. Sau khi ta diệt độ nghĩa lãnh kinh điển này hồi nghĩa thú trong kinh đây thời mới là khó, hoặc có người nói phạm làm cho nghìn muôn ân đến vô lượng vô số hằng hà sa chúng sinh chứng được a la hán đủ sao phép thần thông. Dầu có lời ích đó cũng chưa phải là khó. Sau khi ta diệt độ nếu người hay phụng trì những kinh điển như đây đây thời là rất khó, ta vì hộ Phật đạo ở trong vô lượng cõi từ thuở trước đến nay. Rồng nói nhiều các kinh mà ở trong kinh đó
được. Thời là trì thân và các phiền nam tử này, sau khi ta diệt độ ai có thể tu trì và đọc tụng kinh này. Thời nay ở trước Phật nên tự nói lời thề kinh pháp đây có trì. Nếu người tam trì đó thời ta rất vui mừng, ca đấng Phật cũng thế. Người nào được như vậy ca đấng Phật thường khen, đó là rất dùng mạnh, đó là rất tinh tấn, gọi là người trì giới. Phần tu hành đầu đà thời chẳng sẽ mau được quả vô thượng Phật đạo, có thể ở đời sau đồng trì kinh pháp này là chân thần Phật thương. Trụ ở Phật thuận tiện, sau khi phân diệt độ có thể hiểu nghĩa này. Thời là mắt sáng xuống của trời, người trong đời ở trong đời kinh sợ hay nói trong chung là tất cả hàng trời người đều nên cúng dường đó.